chào quý vị khán giả. Bây giờ là chương trình Thời sự trưa thứ năm ngày 27 tháng 1 của Đài phát thanh truyền hình Sơn La. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm nhà máy sản xuất ô tô VinFast, tặng quà chúc Tết công nhân lao động tại nhà máy. Tỉnh ủy Sơn La gặp mặt kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 82 năm ngày truyền thống Đảng Bộ tỉnh Sơn La Đoàn công tác tỉnh Hủa Phan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm chúc Tết tỉnh Sơn La. Huyện ủy Quỳnh Nhai quan tâm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn có Tết. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm nhà máy sản xuất ô tô VinFast, tặng quà chúc Tết công nhân lao động tại nhà máy. Khởi công từ năm 2017 đến giữa năm 2019, nhà máy đã giao những chiếc ô tô chạy xăng đầu tiên ra thị trường. Đến năm 2021, công ty VinFast chuyển hướng sang ô tô điện thông minh với nhiều mẫu xe khác nhau và đặt ra nhiều thương hiệu. Chủ tịch nước đánh giá cao tập đoàn VinGroup đã chuyển hướng đầu tư sang công nghiệp công nghệ cao, trong đó chuyển từ sản xuất xe ô tô chạy xăng sang ô tô chạy điện phù hợp với xu hướng thế giới tăng trưởng xanh. Đồng thời đã khởi công nhà máy sản xuất pin hiện đại ở trong nước. Ô tô VinFast đã nội địa hóa 60% thiết bị phụ tùng, chú trọng sản xuất nội địa, phục vụ người dân và hướng đến xuất khẩu, duy trì nhiều việc làm trong lúc dịch bệnh khó khăn. Thành công của VinFast ở cả trong và ngoài nước đã nâng cao thương hiệu ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị các tập đoàn kinh tế Việt Nam, cả nhà nước và tư nhân, nhất là những doanh nghiệp tiềm lực tài chính lớn, quản trị hiện đại cần đầu tư vào phát triển công nghiệp công nghệ cao. VinGroup cần tâm trí và nguồn lực thúc đẩy các lĩnh vực tạo ra nền tảng tiến bộ và trách nhiệm xã hội như y tế, giáo dục. Quỹ VinFuture vừa qua quy tụ được các nhà khoa học danh giá thế giới đến với Việt Nam. Cùng với đó là đẩy nhanh tốc độ đón bắt thời cơ công nghệ xe ô tô chạy pin. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành chức năng tiếp tục có cơ chế thúc đẩy đầu tư nghiên cứu khoa học, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và cơ chế đặt hàng các nhà khoa học tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công nhân lao động, nhất là nhà ở công nhân và thiết chế công đoàn. Sáng nay, tỉnh ủy Sơn La tổ chức gặp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022 và 82 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Sơn La, 26 tháng 12 năm 1939, 26 tháng 12 năm 2021. Dự cuộc gặp mặt có đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên phó chủ tịch thường trực Quốc hội, nguyên bí thư tỉnh ủy, đồng chí nguyễn hữu đông ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng chí hoàng văn chất nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng chí lò minh hùng phó bí thư thường trực tỉnh ủy đồng chí hoàng quốc khánh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cán bộ tiền khởi nghĩa cán bộ lão thành cách mạng lãnh đạo các sở ban ngành đại diện các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp. Cuộc gặp mặt được tổ chức trực tuyến đến các huyện thành phố trong tỉnh. Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại quá trình 92 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và 82 năm ngày truyền thống Đảng Bộ tỉnh Sơn La, thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lãnh tụ muôn vàn kính yêu của Đảng, dân tộc. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hữu Đông khẳng định, lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Sơn La gắn liền với sự phát triển và lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khó khăn thử thách, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã kế thừa những kinh nghiệm và thành quả đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và vận động nhân dân vượt qua khó khăn thử thách để thực hiện hoàn thành các mục tiêu. Phát huy truyền thống 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 82 năm truyền thống Đảng bộ tỉnh Sơn La, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, quyết tâm nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, cùng với cả nước chung sức đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15 góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tối ngày 26 tháng 1 tại Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt giữ chọn niềm tin do Ban tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức. Đây là dịp ôn lại lịch sử vẻ vang, những mốc son trói lọi, thành tựu to lớn trong chặng đường 92 năm đấu tranh xây dựng và phát triển của Đảng chương trình được giàn dựng kết cấu làm hai phần, giữ chọn niềm tin, đất nước nở hoa, với hơn 10 tiết mục đặc sắc thuộc các thể loại ca múa được giàn dựng công phu theo phong cách âm nhạc, ngôn ngữ nghệ thuật dân gian hiện đại. Đặc biệt có sự tham gia giao lưu kể chuyện của giáo sư Hoàng Chí Bảo thông qua chương trình đã khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đường, thực hiện thành công trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, hôm qua tại cột mốc 207 thuộc cửa khẩu Trình Khương, xã Trình Khương, huyện Sông Mã, đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước, tỉnh Hồ Phan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã thăm chúc Tết Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La. Đón và tiếp đoàn có đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo huyện Sông Mã. Tại buổi gặp mặt đồng chí Vong Phết Kiên Sỉnh Hạc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hồ Phan, đã gửi lời chúc mừng năm mới tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La thư trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng thời thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19 và đặc biệt là phát huy vai trò gắn kết đông đảo nhân dân, các dân tộc Lào, tập hợp đông đảo lực lượng quần chúng nhân dân, kiên định đi theo con đường cách mạng mà Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã đề ra. Đón nhận và cảm ơn tình cảm của Đoàn Công tác Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hồ Phan, đồng chí Vinh Đức Thọ cũng thông tin nhanh một số kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La trong năm 2021 đồng thời khẳng định tỉnh sơn la luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện với các tỉnh bắc lào trong đó có tỉnh hồ Phăn. đồng chí mong muốn trong thời gian tới ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh và ủy ban mặt trận lào xây dựng đất nước tỉnh hồ Phăn sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thường xuyên trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên để cùng nhau vun đắp xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước nói chung hai tỉnh sơn la Phăn phân nói riêng mãi xanh tươi và bền vững Ngày 26 tháng 1, lãnh đạo huyện ủy Mộc Châu đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn Đông trường Mộc Châu nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình bà Nguyễn Thị Lơ, tiểu khu Cờ Đỏ, Cao Thị Thành, tiểu khu 32 là vợ liệt sĩ, gia đình thương binh 3 trên 4 Nguyễn Xuân Lộc và gia đình các bệnh binh Mùi Văn Chính, Nguyễn Hồng Sáu tại địa trấn nông trường tại các gia đình lãnh đạo huyện ủy mộc châu đã ân cần hỏi thăm sức khỏe đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến hy sinh của các gia đình chính sách người có công với cách mạng chúc các gia đình năm mới mạnh khỏe đón tết cổ truyền thật vui vẻ ý nghĩa tiếp tục động viên con cháu giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền thị trấn mộc châu tiếp tục quan tâm chăm lo cho nhân dân để mọi người, mọi nhà đều được đón năm mới trong ấm no, hạnh phúc và an toàn. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh huyện Mộc Châu đã thăm chúc Tết và tặng quà tới 54 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hai bản Co Sung và Chăm Cháy, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu. BIDV chi nhánh huyện Mộc Châu đã trao mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng tới các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn của hai bản Co Sung và Chăm Cháy. Những phần quà mà BIDV trao tặng cùng với sự quan tâm của các cấp các ngành sẽ góp phần để các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn có một cái Tết vui tươi đủ đầy hơn. Trong dịp đón xuân nhâm dần 2022, ngân hàng BIDV chi nhánh huyện Mộc Châu đã trao tặng tổng số 100 xuất quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Mộc Châu với tổng trị giá 50 triệu đồng. Ngày 26 tháng 1, lãnh đạo huyện Bắc Yên đã đến thăm và chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự và Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện. Tại các đơn vị, lãnh đạo huyện Bắc Yên đã thăm hỏi và gửi lời chúc Tết đến cán bộ chiến sĩ, nhân viên, ban chỉ huy quân sự huyện, cán bộ công nhân viên trước và người lao động Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Bắc Yên một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022. Các cơ quan đơn vị đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ để người dân đón một cái Tết đầm ấm, vui tươi và an toàn. Thời gian qua, công tác chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, trở thành truyền thống tốt đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Với tinh thần không để người dân không có Tết, đến thời điểm này, cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể huyện Quỳnh Nhai đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, góp phần giúp các gia đình chính sách, người có công, người nghèo đón Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 vui tươi, đầm ấm. Huyện Quỳnh Nhai có 11 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó 4 xã đặc biệt khó khăn. Toàn huyện có hơn 65.400 người, trong đó tỷ lệ dân tộc Thái chiếm hơn 83%, còn lại là dân tộc khác. Qua điều tra, giả soát hộ nghèo năm 2021, toàn huyện hiện có hơn 1.200 hộ nghèo, chiếm 8,41%. Hộ cận nghèo 1.618 hộ, chiếm 11,08%. Với quyết tâm không để hộ nghèo bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết, Huyện Quỳnh Nhai đã và đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã triển khai thực hiện các giải pháp nhằm quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có Tết. Rất là vui được sự quan tâm của Đảng và nhà nước đến thăm đưa quà chúc Tết cho gia đình. Gia đình cũng rất phấn khởi và rất vui. Ngôi nhà xây khang trang diện tích 40m2 vừa được bàn giao cho bà là Thị Thân, bản Bung Lanh, xã Mường Giang đưa vào sử dụng. Được đảng và nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở, bà vui mừng và cảm thấy an tâm trong ngôi nhà mới. Không lo bị ướt mỗi khi trời mưa. Đặc biệt Tết này, hai bà cháu được đón Tết trong căn nhà đầm ấm hơn. Cái này vào bản và mương cháu hạc tanh, từ trước đến nay, gia đình tôi rất khó khăn, nhà thì không có ở. Nay được Đảng nhà nước hỗ trợ xây dựng cho gia đình tôi một căn nhà mới khang trang. Tết này được đón Tết trong căn nhà mới, tôi rất phấn khởi, cảm ơn Đảng nhà nước rất nhiều. Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và cụ thể hóa mục tiêu về công tác an sinh xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai đã có phương án hỗ trợ cho người dân được đón Tết. Đồng thời kết nối, vận động tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí giúp đỡ người nghèo nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, đời sống của người dân gặp khó khăn. Thì để cho người người dân và đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn có cái Tết đầm ấm và không để ai bỏ sót lại phía sau. Đến thời điểm báo cáo thì phòng lao động thương minh xã hội đã triển khai đầy đủ các cái thủ tục quy trình để mà cung cấp để hỗ trợ gạo kịp thời cho người dân. Thế phòng cũng mong muốn các cái tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay hỗ trợ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết. Có thể thấy bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự chung tay ủng hộ giúp đỡ của các tổ chức, các nhà hảo tâm đã giúp cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bớt đi phần nào vất vả khó khăn, có thêm nghị lực và tiền đề để tiếp tục phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống và để ngày Tết của người nghèo, gia đình chính sách được trọn vẹn, ý nghĩa hơn. Ngày 26 tháng 1, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cơ sở, các đơn vị công an tỉnh Sơn La đã đến thăm tặng quà các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang phải nằm điều trị thận tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến thăm các bệnh nhân, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng 10 số quà tổng trị giá 5 triệu đồng. Những phần quà được trao tận tay các bệnh nhân không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn thể hiện sự sẻ chia và trách nhiệm của các đoàn viên hội viên trong công tác xã hội tình nghĩa, giúp các bệnh nhân có thêm động lực phấn đấu vươn lên vượt qua bệnh tật Đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi ấm áp. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Mường rôn huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 21, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đại hội được huyện Đoàn Quỳnh Nhai chọn làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức đại hội Đoàn các xã nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ qua, Đoàn xã Mường rôn đã triển khai hiệu quả các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo xung kích bảo vệ Tổ quốc tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia vào nhiều hoạt động xã hội và tích cực phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 95 đoàn viên ưu tú công nhận đối tượng đảng và 90 đoàn viên được xem xét kết nạp đảng. Với khẩu hiệu hành động đoàn kết trách nhiệm Xung kích sáng tạo, nhiệm kỳ 2022-2027, đoàn xã Mường Dôn tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, triển khai thực hiện các phong trào, phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới, bầu trực tiếp bí thư tại đại hội và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên. Thưa quý vị, những ngày giáp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, lực lượng chức năng huyện Mai Sơn đã và đang quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ghi nhận của phóng viên Trung tâm truyền thông văn hóa huyện Mai Sơn thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 và các lễ hội đầu xuân, công an huyện Mai Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Chúng tôi là những người lái xe sẽ chấp hành à, theo đúng quy định à, của nhà nước và sẽ không uống rượu bia trước khi tham gia giao thông để đảm bảo tính mạng cho mình và à, tính mạng cho người khác. Đây là những hình ảnh ghi được ở tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn của công an huyện Mai Sơn tại tuyến đường tỉnh lộ 110. Hầu hết người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi bị dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn đã chấp hành và thực hiện nghiêm túc các chỉ dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng gặp phải những khó khăn. Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khiến cho quá trình kiểm soát nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông gặp phải một số khó khăn, nhất là một số người dân nên e ngại khi bị yêu cầu thổi ống kiểm tra nồng độ cồn. Một số lái xe cũng chủ quan cho rằng đang có dịch Covid-19, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ buông lỏng việc kiểm tra nồng độ cồn. Vì vậy bản thân thiếu ý thức tự giác trong việc thực hiện quy định về nồng độ cồn. Với quyết tâm kiềm chế và giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mai Sơn đã thành lập 7 tổ tuần tra kiểm soát, trong đó 5 tổ tuần tra kiểm soát vào ban ngày, 2 tổ tuần tra và ban đêm. Toàn bộ các anh em lái xe cũng như em đều tuân thủ luật giao thông tuyệt đối là không được uống rượu bia đảm bảo cho cái quá trình thông và trên đường cùng với người tham gia giao thông được an toàn tình trạng lái xe uống rượu bia nhưng vẫn tham gia giao thông trong những ngày tết thường diễn ra phổ biến và là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông trong dịp này lực lượng cảnh sát giao thông Côn Mỹ Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trên xe lưu động về tác hại của rượu bia tăng cường lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp lái xe sử dụng rượu bia vào các buổi tối, nhất là thời điểm cận kề Tết. Cùng với việc tăng cường kiểm soát xử phạt, mỗi người dân cũng phải nâng cao sự tự giác của bản thân, đã uống rượu bia thì không lái xe. Có như vậy, những cuộc bia rượu mới không trở thành nỗi buồn và góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự để mọi người cùng vui xuân đón Tết an toàn. Công an huyện Sông Mã chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Trình Khương và Cục Hải quan Điện Biên đã vận động thành công đối tượng Tòng Văn Dương, sinh năm 1997, trú tại bản Ten Pạnh, xã Trình Khương, huyện Sông Mã, giao nộp số lượng lớn pháo nổ. Tại cơ quan công an, đối tượng Tòng Văn Dương đã giao nộp 19 dàn pháo nổ, loại 36 ống với trọng lượng 26 kg. Đối tượng khai nhận mua số pháo trên tại khu vực biên giới về nhằm mục đích sử dụng và bán kiếm lời sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện và vận động đã tự giác giao nộp số pháo nổ trái phép trên. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 26 tháng 1, đội quản lý thị trường số 1 cục quản lý thị trường tỉnh phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, công an thành phố đã tiến hành tiêu hủy hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hàng hóa tiêu hủy gồm 331 áo sơ mi, áo khoác, áo phông và quần, váy các loại, 2913 đôi giày dép các loại, đều là các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá hàng hóa tiêu hủy gần 125 triệu đồng. Các lực lượng chức năng đã thực hiện tiêu hủy đúng quy trình, quy định, an toàn và bảo đảm vệ sinh môi trường. Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, lượng hàng hóa tăng cao, thực hiện chỉ đạo của cục quản lý thị trường tỉnh, đội quản lý thị trường số 1 đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, tập trung vào hàng hóa tiêu dùng và lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường ổn định giá cả, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La, mây thay đổi không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng trời rét, ngày nắng, độ ẩm 50 đến 98%, nhiệt độ Quỳnh Nhai 15 đến 28 độ. Thành phố Sơn La 13 đến 26 độ. Mường La 16 đến 32 độ. Mai Sơn 13 đến 26 độ. Yên Châu 16 đến 29 độ. Sông Mã 16 đến 29 độ. Bắc Yên 13 đến 25 độ. Phú Yên 18 đến 22 độ. Mộc Châu 12 đến 24 độ. Sốc Cộp 16 đến 29 độ. Vân Hồ 12 đến 24 độ. Thuận Châu 15 đến 28 độ.